Rồi xin có ý kiến rồi anh Long. Anh đang ở quán cà phê gì anh Long? Đây là quán cà phê View. Cà phê View. Đây là ra có đây cái có view. Cái view rất đẹp. Nhìn xuống tốt cái dưới kia cái thung lũng ở dưới. Anh có ý kiến gì không anh Long? Anh cứ nói anh Long. Có gì ngoài ra cái chỗ nào trên đường mình đi từ nãy giờ từ trên Di Linh xuống đây có nhiều chỗ rất là đẹp, rất là ấn tượng. Thành thử nếu mà mai mốt mà các bạn mà có dịp đi lên Di Linh để đi xuống dưới Phan Thiết thì hãy ghé qua những cái điểm mà mình đã quay đây nè để tham quan và nhìn cho nó ở chỗ này nhìn cái view rất đẹp. Đường từ Di Linh xuống. Rất là thích thú. Từ Di Linh xuống Phan Thiết là đi quốc lộ 28 à, mấy cái view này là rất là đẹp nha các bạn. Đây nè, tôi quay cái này cho coi nè. Mình ở đây tuốt ở trên cao mình nhìn xuống dưới nè. Cái thùng lũng ở dưới đó. Qua tuốt ngọn núi, tuốt bên kia xa thì xa. Cái chỗ này, cái thùng lũng này, mình ở chỗ này nó cao quá, mình nhìn thấy nó đẹp. Mấy cái dàn dây này chắc người ta trồng dây chanh dây. Nếu mà ta đứng đây quay hết phê view. Vô cà phê view. Bây giờ muốn mở quán mở giờ phải có view mới được. Bây giờ mở quán là phải có view mới mở được nha. Không có view là không có mở được á. Rồi xin có ý kiến rồi anh Long. Anh đang ở quán cà phê gì anh Long? Đây là quán cà phê View. Cà phê View. Là có cái view nhìn xuống rất là đẹp, thung lũng rất là đẹp trên đường quốc lộ 28 từ Di Linh qua Phan Thiết. Anh em từ sáng tới giờ chạy đi ghé chợ mua được trái sầu riêng. Bây giờ mình vô đây để uống cà phê thưởng thức sầu riêng. Uống cà phê thưởng thức, ăn sầu riêng chọc tức chơi nha. cho bà con thèm nha. Cho ê, bà chủ quán hả? Dạ. Tao uống cái gì? Mà hả? Có chai nước không? Đâu mở cho coi coi. Có uống nước mặt em pha chanh nè. Có đâu mà không pha chanh đâu. Không, cái mật ong pha chanh chắc chị làm. À chị em chị làm phải không? Chanh nóng mật ong. Rồi chanh nóng mật ong. Rồi chanh nóng mật ong. Ở đây tao uống rồi. Chai trà xanh. Nghe cho tôi chai chanh nóng mật xanh đi. Dạ. Rồi cảm ơn. Ở đây cà phê View. Ở dưới này là cây cà phê. Còn cây bự bự là cây sầu riêng hai cây nè. Ở bên đó cũng trái quá trời kìa. Nấu. Mà nấu bằng gạo hay nấu bằng bắp? Gạo, à, gạo đang nấu dưới đó, anh vô xuống dưới
rồi chút nữa xuống coi. Anh xuống dưới là anh đi ngõ trước nha, mang dép. Rồi. Chút xuống coi có ai dưới không? Bông thiệt coi, bông giả này, bông thiệt nè bà con. Ở đây kêu cái gì anh? Dạ? Ở đây mình thôn gì? Thôn Hoàng Hải. Thôn Hoàng Hải. Hoàng Hải hả? Hàng Hải. Hàng Hải Cung Rế. Xã gì? Xã Cung Rế Di Linh. Cung Rế Di Linh. Lâm Đồng. Ông chủ ông kêu xuống quay cái lò rượu. Cái lò nấu rượu. Nhà cũng đẹp. Cây cà phê. Đâu có ai ở dưới đâu không? Anh ơi, có trái sầu riêng mà mua không dám bán tại vì sợ ta không ngon. Cho tôi. Tôi nói sao không làm đâu. Cái này ấy được rồi, cái này của ai? Cái này của mình. Thì ổng không có trái rồi, ổng đòi cua ra cho ăn. Thì ổng đâu không bán tại vì... Cái này người ta trẻ rồi đó. Ăn đi chứ không nó nguội. Cái này uống nát xong rồi. 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 Người ta mới cho một nải trong chùa, người ta cho một nải sách về ăn từ hôm qua tới nay. Giờ chỉ muốn cho chuối nữa đây. Ăn sầu riêng. Uống trà chanh mật. Trà chanh mật ong. Còn cái này là sầu riêng. Anh chủ tiệm, anh chủ quán nè, anh tiếp không là chủ trái sầu riêng nè. Không, chủ sĩ luôn rồi. Chủ sĩ mời uống rượu mà không dám uống. ảnh có cái ảnh đường nấu rượu ở dưới thì tôi đi xuống dưới đâu có thấy ai dưới đâu à. Đó mình đang thì cái đầu rượu nó cháy đấy, anh cứ coi đi chứ có sao đâu, em đang nấu đấy. Một chút nữa xuống dưới quầy dưới ảnh nấu rượu. Anh móc ra anh bỏ ra gì ở đây chứ không có đó. Không sao đẩy nó vô đây chút xíu rồi thì anh quay cho nó tự nhiên. Bây giờ có trái tim đâu hả? Bây giờ có trái tim đâu nói vậy anh không nghe không hiểu. Có. Rồi một chút quay cái quán của em rồi đưa lên mạng nét đẹp quê hương nha. Em cứ lên nét đẹp quê hương là thế nào cũng có. Tại vì nét đẹp quê hương đó. Bán cho Long cho một quanh. Ghé đây uống cà phê. Em sầu riêng luôn. Rồi bà chủ quán bà hỏi cách check in quán bà. Đây ở suốt trong này mà còn biết check in check gì cũng đâu bán đâu đó. Không phải chuyện đơn giản thôi nha. Đâu? Yeah. Lại đây coi, lại quay quảng cáo coi. Quán gì? Không mắc cỡ ấy trời. Ông chủ tại ông chủ không đẹp mà bà chủ đâu nữa, ông chủ mắc cỡ rồi, ông chủ vô maquillage chút xíu coi dễ lên rồi. Xong ra quảng cáo tiền. Ông giờ đi đường này vô. Chưa đi. Cứ đi à, đi vậy mà tối ngủ lại sáng không muốn đi đường nào. Chấp 1 2 3 muốn đi đường nào chỉ vô cái rồi đi. Cái ông có đi đường hướng. Đi đường Google Maps đây. Google Maps mà có nhà quán có Google Maps luôn. Mà có Google Maps đây luôn. Có vị trí mà, có Coffee View mà. Tên là Coffee View. Nghiêm. Ổng kêu xuống ổng khoe cái lò rượu của ổng nè. Cái này là cái cà phê Coffee View. Cái này là cái quán Coffee View á bà con. Mà Coffee View có bán rượu luôn nha.
Ơi kệ để vậy cho nó cho nó mộc mạc, cho nó thực tế. Ủa? Đó, bữa đó. Đâu? Đang nấu. Nè, đâu? À, đây 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 đây. Cái lò rượu ổng đang nóng nè. À. Cái này ổng nấu nè, cái hơi nó mới chạy lên đây. À. Ở ngoài đó cái gì? Cái phi đó ngưng tụ nước, ngưng chỗ này để cho rượu nó đông lại, nó đông lại nó chảy thành nước. À, thành nước là nước rượu á. À, cái này là cái chỗ này nó ra rượu nè. À, cái lò nấu của ông nè, thủ công. Anh ra được mấy lít? 10 lít. À, 10 lít. À, nấu mấy nồi này lận? Một ngày một nồi. Một ngày một nồi được 10 lít. 10 lít rượu. Rồi mình bán lít nhiêu? 25.000. À, 25.000. Mà rượu ảnh thơm lắm, mà nãy ảnh đổ ảnh bán nó bay cái mùi thơm. Dạ. Dâu này nè. Thủ công. Nước vô. Nấu thủ công. Cái này anh bỏ cái gì ở trong? Nếp hay gạo? Gạo mình ủ rồi mình mới ấy. Gạo ủ với men. Mình quay đi. Đây. À. Gạo ủ lên nước đây rồi mới nấu được. Đây. Mình xúc đây. Nấu cơm. À, nấu cơm mà ấy men. Nấu cơm mà ủ thời gian nửa tháng mới ra được rượu. Tới nửa tháng mới nấu hả? À, ảnh ủ như nè, ảnh ủ với men rượu á là tới nửa tháng mới đem đi nấu thành rượu. Là chân cấp rượu. À. À. Mà một bình thì anh được nấu bao nhiêu lít rượu vậy? Rồi. Một bình thì nấu bao nhiêu lít rượu? 10 lít. Một bình thì được 10 lít rượu hả? Đây, ngon thật. Mình tức mình mưa. Sao không sao? Không sao đâu, cũng về cũng cắt lại thôi. Rồi rồi, cảm ơn nha. Rồi, ông chủ này cái này là ông chủ rượu nha bà con. Còn cái bà chủ quán là cà phê khác nha.